Để chào các bác cô chú anh chị. Đấy, hôm nay làm cây, lại có cây để làm rồi. Cái đợt dịch vừa rồi được làm nhiều cây vì là cây đều đến cái độ được làm và lúc ít nhiều cây các bác. Bây giờ thì một số cây thì mới lại được cắt tiếp. Thì vừa mấy hôm nay cuối tuần mà lại có cơn mưa, nó mát quá. Nó không mưa to nhưng mà nó làm dịu cái không khí đi và cây nó mát. Thì tôi cắt cái cây này. Tôi tỉa giữ form thôi các bạn. Chứ bây giờ thời tiết này các bác hạn chế cắt chọc các bác. Hạn chế cắt chọc và nói chung nuôi phôi thì nuôi phôi và những cây hở lưng là phải che rất là cẩn thận. Đấy, có thể tôi rất là ẩu nhưng mà thôi các bác vẫn cứ nên khuyên các bác như vậy nhé. Vừa nó là giá trị. Thì bây giờ hôm nay tôi cắt cái xanh này, nó là một cây xanh rất là giá trị. Vẫn là của anh trai anh gửi nha các bác nhé. Và nó hoàn thiện và ổn định chậu lâu năm rồi. Tôi cũng chỉ cắt để giữ form thôi chứ không cắt chọc cái cây này. Vì lá nó đang đẹp và cái thứ hai là mùa rất là nắng. Đây thì tôi sẽ cắt cái cây này. Cây xanh quê trực làng, giá lá rất là đẹp. Đang rất là mướt. Nó rất là mướt. Thời tiết này và cây nó bốc rất là nhanh. Có phân và có nước mưa và thì mỡ màng lắm. Tôi sẽ cắt cái cây này các bác nhé. Giới thiệu các bác tí cuối tuần cho nó vui. Một cây hoàn thiện khá là ok. Và độ tuổi của nó thì miễn bàn, nó rất là già. Chỉ biết là nó rất là già. Rất là nhiều chục năm rồi các bác nhìn. Những cái đường thân u nhọt thì nó đến nỗi nó mịn. Thì tuổi nó phải rất là lâu, nó kiểu như hóa thạch vậy các bác, thân nó như hóa thạch ấy. Thì nó cứ nhổ bớt cỏ và tôi cắt cái này thì các bác nhìn rõ. Đợt trước tôi có sửa một cái cây này mà cái đợt nó còn lạnh này các bác. Đấy, thì bây giờ nó đã như này rồi, lá liếc rất là mỡ màng rồi. Chín đây các bác nhìn. Từ trên xuống nó thì lửa phải mình lửa phải nhặt ở dưới này, dưới nó bẩn.
Tôi làm dăm, cái chuyện tôi làm dăm rất là tỉ mỉ đấy. Không biết các bác như thế nào nhưng mà riêng tôi làm dăm tỉ mỉ lắm. Người khác động vào cây tôi là khác ngay, biết ngay. Nhìn thấy các bác, nhưng mà gần như không có một cái nào nó đè lên nhau đâu. Đan sang từ bên này sang kia không có. Mặc dù có những cái lúc bóng nó rất là đẹp như này, nhưng mà bới ra bên trong này này, có những cái nó vắt từ bên này sang bên này chẳng hạn. Bóng thì vẫn rất đẹp nhưng mà tôi vẫn không thích, tôi vẫn phải bỏ đi để nuôi lại. Không phải là sóng mà là đại loại nó không có những, không có những cái đàn chéo vắt chéo sang rồi vá víu chỗ nọ chỗ kia là tôi không thích. Các nghe. Đấy, quan điểm mỗi người có thể khác nhau. Đấy. Tôi thường làm những cái chuyện khác thì tôi khá là xuề xòa, nhưng mà chuyện làm dăm tôi làm rất là cẩn thận. Tôi cắt từng cái một. Cắt xếp từng cái một. Cắt khổ độ nào như thế nào. Cắt xong nó không có những cái điểm chết các bạn. Nó khô, nhìn nó có cái vệt đấy, nhìn nó buồn cười. Cắt không phạm vào những cái lá bên cạnh. Đấy, moi được cái này rồi. Đấy. Nhìn thì rất là đẹp đẽ nhưng moi ra bên trong thì rối ra lắm. Làm chưa để. Quan điểm của tôi là dăm càng thoáng càng tốt, dày nhưng mà phải thoáng, thế tài dày càng làm thì càng dày đấy các bác, nhưng mà phải thoáng đảm bảo dăm khỏe. Cái nào già yếu thanh thải đi, thanh thải gốm tha già thải, làm cái mới.
Đấy, chia sẻ với các kinh nghiệm của tôi. Khi nào mà mình làm xong ấy thì cảm giác mình là gỡ hết tất cả ra rồi, rối ra rồi, là làm xong hết rồi, cắt đúng phụ độ rồi, làm rồi thì thêm một cái động tác là nhìn từ trên xuống và nhìn từ dưới, có cái nào chia ra, cái nào bắt ngang bắt chéo là nhìn thế này. Đấy. Phần trên mặt thì vẫn còn, nó vẫn được sơ đầu tiên, nhưng mà không bao giờ hết, cuộc đời không bao giờ hết có được còn. Vừa mới rổ xong cỏ cho nó các bạn. Đấy, sạch sẽ rồi. Đây là phân thôi. Phân, đấy, vẫn còn một cái nữa. Cái mè đất này rất là ghét. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, thì tạm thời thì ta không bàn cái cây này đẹp hay xấu. Cây này thì tôi đánh giá nó đẹp rồi, thì không phải bàn rồi. Nhưng mà về cái chuyện đang tính nói về cái cách thức làm cây thôi. Đối với những cây hoàn thiện này mà làm dăm ấy, thì quan điểm của em ấy thì làm dăm thì cực kỳ tỉ mỉ. Các bác nhìn em nhặt từng cái nhánh này một, kể cả cây nhiều hay ít lá hay là to nhỏ các bác nhá, đều như vậy hết. Chứ em không cắt xoẹt này đâu. Sau nó có cái nhược điểm cắt cứ đều đều này thì cơ bản là nó vẫn sẽ hình dáng như này. Nhưng mà cái dăm của nó là như cái chổi và cùng một xoén một phát, nó rất là thô thiển. Và cái thứ hai là khi mà mình cắt vào những cái lá của những cái cành khác, và những cái đầu cành này mình không cắt đúng những cái khớp này
mình để thừa ra khoảng bấy nhiêu của khớp. Thì sau cái đấy nó khô, khô và cái bệt lá này nó khô, nhìn nó lem nhem lum nhum, rất là khó chịu. Thì bây giờ tôi cắt xong này nhưng các bác nhìn thì chẳng thấy cái bệt nào cả, và răm rất là đều, đều theo cái nghĩa là không có cái nào đan vào cái nào, và cái thứ hai là phân bố những khoảng không, và các bác nhìn nó không thấy đơn điệu là như một vết cắt, như là cắt hàng rào, không có cảm giác đấy. Đấy. Và khi mà các bác vặt lá đi thì cái bộ răm cây nó rất là đẹp. Đấy. Tuy có thể là mỗi người một quan điểm, nhưng qua cách của tôi là như vậy, đang chia sẻ với các bác như vậy. Quay trở lại các bác, cái cây này thì rất là đẹp rồi, rất là đẹp rồi, mặt nào cũng đẹp. Nó là cây giá trị rồi, tuổi đời sạch sẽ, nó hoàn thiện mà. Tầm này thì quê hay điền thì các bác cũng đừng có phải suy nghĩ, quê nó đẹp hơn đấy các bác. Cái tầm dáng làng này và cái đồ hoàn thiện này, các bác nhìn. Ok, trực làng. Đấy. Nó cao chỉ tầm hơn 3 phân thôi. Chắc cái tầm chắc khoảng độ 35-40 phần đấy các bác. Nếu cao thì cái đỉnh ngọn thì chắc khoảng độ 38 phần. Son phát từ dưới lên trên, bác nào tinh mắt nhìn xem có em có còn cái răm nào nó đan vào nhau để em cắt nốt. Nhìn bé bé là kiểu gì soi nó vẫn có, mình không thể nhặt hết được nhưng mà cơ bản là nhặt tối đa rồi. Đấy, các bác nhìn đỉnh cao làm răm nó như vậy, không phải là tự mãn cái gì đâu, nhưng mà nó là phải như thế các bác. Xa chút cho nhìn thấy cả chậu. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Chúc các bác ngủ ngon.